Chào buổi sáng các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại huyện Nam Căn của Cà Mau. Sau khi mà kết thúc cái hành trình trải nghiệm mà xe khách đi xuống dưới mũi Cà Mau và ngủ trong rừng thì hôm nay mình sẽ di chuyển bằng chiếc xe khách tuyến Nam Căn đi Hà Tiên. Trước mặt các bạn thì là một chiếc Hyundai có màu sắc rất là nổi bật và đẹp đây. Hôm nay mình sẽ di chuyển bằng chiếc này đây. Từ bên Nam Căn đi sang Hà Tiên thì sẽ có cự ly vào khoảng là hơn 250 km. Đấy là theo cái đường Google chỉ. Hôm nay thì mình đi chuyến xe khách của nhà xe Tuyết Mai này các bạn. Đây, bên ngoài rất là đẹp phải không các bạn. Đi từ mình có nghĩa là cái chuyến này mình sẽ di chuyển mà từ bên mũi Cà Mau đi sang đến tận bên giáp với biên giới Campuchia. Đây là cũng là hai cái phần cuối của đất nước Việt Nam mình ấy. Quay chút cho những anh em đam mê về xe có thể là ngắm nhìn chiếc xe đẹp ra sao nhé. Quá đẹp phải không anh em? Từ bên ngoài cho đến màu sắc các thứ đều đẹp cả. Hôm nay mình đã liên hệ được ngồi hàng ghế đầu rồi. Khoảng 30 phút nữa thì xe mới chạy. Thì bây giờ mình sẽ đi dạo vòng quanh bến một chút. Đây, bến xe của mình đi là nằm ở sát một con sông các bạn ạ. Bây giờ mình ra ngoài quán cà phê sát sông đây rồi uống nước một chút và quay những cái cảnh sông nước cho các bạn xem. Bên ngoài là sông gì mình chưa biết tên luôn đây. Có cái bài hát là chừng nào về Nam Căn nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau đấy. Đây chính là Nam Căn trong bài hát Áo Mới Cà Mau đấy các bạn ạ. Ở đây được cái là rất là hay các bạn này. Những cái chuyến tàu này là đi lên trên Cà Mau ấy. Từ dưới đất mũi lên ấy. Rạch tàu là ở dưới đất mũi ấy các bạn ạ. Không biết là di chuyển có nhanh hay không nhưng mà mình thấy chạy tương đối là nhanh đấy. Cảnh sông nước rất là thú vị đúng không các bạn? Bây giờ mình chuẩn bị lên xe nhé các bạn, 7 rưỡi là xe chạy. Đây là chiếc Hyundai Chaco Meco. Xe đời 2018 các bạn. Xe đẹp quá. Bây giờ đang trong thành phố Cà Mau các bạn. Nghe ông đọc bài thơ rất là nhiều thơ. Dạ. Cháu tướng trẻ tuổi nãy còn non. Đạo đức càng đầy đẹp hơn son. Đối xử cháu tướng đời hiếm có, tính trên nhường dưới thật là ngoan. Cháu tướng vừa đẹp lại vừa sang, gia quyến mừng vui hát rao vang, hồ hởi như mừng ngày đại hội. Chúc tặng cháu tướng hưởng giàu sang. Ông tự xuất khẩu thành thơ đấy à? Trời hay quá. Con cảm ơn ông nha. Thành phố Cà Mau vẫn đang ảnh hưởng ngập nước. Chắc mấy cái đấy là mấy cái cống mất thì sao? Không có cảnh báo. Bể đường này. Nguy hiểm quá. Xe này to đi thấy cái mấy xe kia mà sập xuống nhất là bể mất.
một đoạn này ngập nước các bạn ơi. Ảnh hưởng mưa bão mấy hôm nay, chiều cường lên. Xe máy mà đi thiếu kinh nghiệm là chết máy này. Cái này là mình đi đường Xuyên Á à anh? Sắp tới đường Xuyên Á chưa? Đấy là đầu đường rẽ phải đấy. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cung đường Xuyên Á này. Con đường này làm được mấy năm rồi nhờ anh nhỉ? 5-6 năm rồi. Từ đây đi về thành phố Hà Tiên nó sẽ vào khoảng bao nhiêu km ạ? 100 mấy cây ạ. Đây đường đi Kiên Giang này các bạn này, đường Xuyên Á. Cung đường mới mẻ để trải nghiệm đây. Bắt đầu cung đường Xuyên Á nha các bạn. Bình thường mình chạy từ đây về đến Hà Tiên khoảng bao nhiêu tiếng rồi anh? Gần 5 tiếng rưỡi à? Tại mưa ấy đường xấu quá xấu rồi. Thế thì bây giờ là 9 giờ thì khoảng cỡ mấy giờ tới Hà Tiên? 2 rưỡi là tới Hà Tiên, bên xe Hà Tiên. Dạ. Tới bên xe Hà Tiên em còn có ra Phú Quốc rồi nha. Không, em đến bên xe thì em quay lên Đà Lạt luôn. Cũng đi xe quen lên Đà Lạt luôn. Đi xe Hoàng Hải Quân ấy hả? Em quên chưa hỏi nhà xe vì bạn em... chạy tiếng đó là thấy có nhà xe Hoàng Hải Quân là nó chạy cố cụ đó tới giờ tiếng Đà Lạt đấy. Có lẽ vậy đấy. Em chưa hỏi lại bạn em đấy. Như nó 2-3 giờ nó 3 giờ là xuất bến đấy. Đấy có lẽ là xe này. Xe này đi rất êm các bạn ạ. Hyundai 3 cục. Ngồi rất là khỏe, ghế êm. Cái tuyến này cũng ít xe chạy nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi đó. Xe tải ở thứ ít. Đường nó vắng lắm. Lâu mới thấy một xe. Đấy này nó nấu hai tỉnh Kiên Giang với Cà Mau á. Dạ. Cái đường xe. Số điện thoại đặt vé xe nhà mình là bao nhiêu anh nhỉ? Đọc của em luôn. 0949. 0949. 0912 409 nè, 12 0912. Số khác à anh? 0912. Rồi anh đọc 24 54 64. Rồi các bạn mà có đi xe thì liên hệ số điện thoại vừa rồi các bạn. Giá vé từ bên 5 căn đi sang bên Hà Tiên là 170.000. Nhưng mình đi là từ đất mũi sang kết hợp đi sang đấy thì nó rất là hợp lý. Đi sang Hà Tiên thì mình có thể đi phà ra Phú Quốc. Đi tàu ra Phú Quốc phải không anh? Đâu, lấy thùng lên không anh? Anh có biết cái giá vé tàu đi từ Hà Tiên ra Phú Quốc là bao nhiêu không? 200 mấy chục ngàn. Rồi, xem bây giờ nó tới nha. Có
chạy, nó chạy có nhanh không nhỉ? Chạy từ trong đất liền ra, chắc đi tàu cao tốc ạ. 2 tiếng rồi không? Tiếng mấy à? Tiếng mấy, 2 tiếng là tới Phú Quốc. Nếu cao tốc thì 1 tiếng, 20 phút gì à. Mà mùa này mình đi phà ý mơ. Đi phà, phà nó có lắc, nó lắc thì cao tốc. Phà thì nó chậm hơn rồi. Chậm hơn, nó chạy 2 tiếng mấy, nhưng mà mình đi thì mình trải nghiệm nó im hơn. À. Đi cao tốc thì nó lắc hơn. Nhưng mà mỗi tội là đợt này mưa thôi, không có đi ra đấy làm gì cả. Đi ở đúng đợt mưa, mưa bão liên miên luôn. Đất ở đây trống nhiều không nhỉ? Không có canh tác gì đây, trồng nuôi trồng. Đây có tôm mà. Nuôi tôm à? Nuôi tôm này mà không thấy họ dùng máy móc gì. Ở chỗ được, ở chỗ cống là được. Như kiểu là tự nhiên luôn đấy ạ. Đây là thuộc huyện gì nhỉ anh nhỉ? Thới Bình. Thới Bình. Qua đây hết Thới Bình là đến Kiên Giang à? Đúng rồi, hết Thới Bình tới Kiên Giang. Rất nhiều cầu đi. 80 cây số mà 74 cây cầu 74 cây cầu, 74 cây cầu, 4 cây cống, ghê nhỉ. Còn nhiều đó, nhỏ cái dài thằng mến á. Dạ mới mở tiếng chạy đường này nè, nói đủ quá cầu, quá trời cầu luôn, nhớ sao nổi mày. Nó lấy giấy đi, giấy cái gì xong về xuống dưới ngủ rồi. Bây giờ anh nói đi, cả nhiều cầu tôi nói chắc cả chừng là mình cũng phóng phóng như nó vậy. Dạ. Thì dở ra đếm là 74 cây cầu, 40 cống đó. Viết ra giấy luôn ạ. À? Ờ, nó ghi ra luôn mà. Mới ngày mở tuyến chạy. À. Còn bên từ Cà Mau đi xuống dưới đất mũi là 37 cây cầu. Đường nó đẹp nè. Đường đấy à? Dạ. Cũng xuống dưới là cũng nhỏ. Không, mà đường nhỏ lớn đó mà đường tương đối như bể. Này thôi ấy, ngang như này ấy. Nó cũng có bể ấy đồ. Có anh. Vẫn có đoạn bể đoạn không như này ấy. Nhưng mà đa số là cũng bể nhiều. Nói chung là vì chắc là đường xá ở trong miền Tây là làm vất vả nhất. À, mưa gió này dưới đất mũi dưới đâu có gì. Cầu đâu. Cống nhiều. Để làm được đường xá ở đây cũng vất vả. Xuống dưới thì chỉ chắc lợi được cái cục móc đó thôi, chứ cũng đâu có gì mà để tham quan. Em đi thuyền xuyên rừng ấy, rừng U Minh ấy, à quên, rừng Tràm ấy. À xin lỗi, nhầm là rừng nước quốc gia đấy. Đi cano với đi thuyền đấy, đi vỏ. Nói chung là lạ lạ thì mình đi mình thấy thú vị ấy. Có hay hay ấy. Chứ còn mình mà người dân sông nước ở đây thì mình đi mình thấy bình thường. Ôm trọn bóng hình của U Minh, tôi đây anh đó rất thâm tình. Bao nhiêu ngày tháng mang hoài bão, ngắm cảnh càng rất lịch sử. U Minh ơi, bao lần mới nhớ kỷ niệm xưa nay hỡi còn không. Những buổi chiều trong ngóng bưng phương nó đem lại những quyền lễ giọng. U Minh ạ, mấy lần than thở giữa cuộc đời niềm nở thứ vui. Cảnh năm xưa nay đã phai rồi, những kỷ niệm muôn đời giận thở. Hay quá, ông thuộc nhiều thơ hay quá. Còn bài thơ nào tiếp về miền Tây rồi các đó. Nơi không ạ? Khi nào ông nhớ ra ông đọc con tiếp nhé. Tôi lấy chữ cái thì làm thơ nha. Nguyện một lòng thủy chung duy nhất, nguyện chúng mình giữ vững lời thề, nguyện cùng nhau trọn đạo phu thê, nguyện chúng sống chẳng hề phai nhạt. Giữ làm sao đừng cho sức mẻ, giữ cho đời cá tổng mai sau, giữ tấm lòng đức độ dồi trao, giữ hạnh phúc mình đông giảng kiếp.
rồi chữ không, không bao giờ thay lòng đổi dạ, không nghe lời sàm tấu những thần, không vì tiền vì bạc ràng cân, không có được tấm lòng chúng thủy, không bán buôn đạo đức con người, không phụ phàng áo giải sờn giái, không tham hú bần hèn dẫn kể, không đua đòi quyền thứ cao sang. Ông quá nhiều thơ luôn. Sang bên Kiên Giang đây là thuộc huyện gì ạ? Huyện An Minh. An Minh ạ. Mấy giờ ấy? 10 giờ mấy rồi? Cây cầu tiếp theo ấy. Đây là kênh 16. Cầu sau kia nữa là đến Kiên Giang ạ. Nửa cây đổ về đây là của Cà Mau, nửa cây đi thẳng tới là của Kiên Giang. Dạ. Tránh chỗ này thì lọt chỗ kia. Rất là nhiều bài thơ rồi. Chắc là ông còn đang còn rất là nhiều bài thơ nữa chưa đọc này. Nhưng mà để dành từ từ khi nào đến rạch rá, ông có bài thơ nào về rạch rá không ạ? Khi nào có bài thơ đấy thì đến đấy ông đọc cho con nghe bài nhé. Hiện tại thì xe đang dừng nghỉ ăn ở một quán ven đường đây nha các bạn. Đang ở chỗ gì? An Minh, Kiên Giang này. Đấy, bây giờ mình sẽ vào ăn cơm xe khách miền Tây xem thế nào. Bữa cơm xe miền Tây các bạn nhé. Bên cạnh các bác tài ăn cơm đây. Thôi tiếp tục lên đường nha các bạn. Các bác tài miền Tây ăn uống đạm bạc nhỉ anh nhỉ. Không như các bác Bắc Nam đi ăn uống mâm cao cỗ đầy hơn đấy. Qua cây cầu này là sang đến rạch giá rồi anh? Chưa. Rạch Sỏi à? Đây là thị xã. Chưa. Đây là nhãn cầu Lộc Hải. Cầu cái lớn. Cầu to đây. Cậu hỏi ít ít mày là cỡ nhiêu bây giờ ta cho. Ta cho 70 người trước á. Đi chung mày cái bộ đồ. Nào mà hơn 70 người là biết bản nha. Đó bản
xây cầu bên kia nữa hay sao? Cống ngăn mặn à? Công trình to ghê. Ghê vậy à? Đây là gần tới thành phố nhà anh nhỉ, đường rất là xấu. Đâu, các bạn ạ. Cái rất thành phố là đường trong á. Đây là mình đi là đây là đường tránh thành phố Rạch Giá đó. Đường này nó làm cái đường tránh cho mình đó. Đường tránh qua thành phố á. Đường rất là xấu các bạn ơi, vất vả lắm. Mặt đường lỗ chỗ này, nói chung là xe cộ đi vất vả. Trên kia còn đẹp tí chứ xuống đây nhiều đoạn xấu quá. Từ đây giờ tiên là nó 100 cây nữa. 100 cây mà nó lỗ chỗ liên tục này. 100 cây chứ. Trời ơi. Là mình chạy là thay vì trước á đường nắng á là chạy 1 tiếng mấy, 2 tiếng là mình tới, mà bây giờ là phải 3 tiếng đồng hồ 100 cây số rồi nè. Nói chung là chạy này nó khó khăn, nó còn ngoài ra nó còn hư xe nữa. Đúng rồi, mùa này là xót xe lắm. Mưa gió liên tục. Cái gì á là xe mà chạy Sài Gòn về Cà Mau á, ví dụ cái dàn chân á giảm sốc rồi á, một năm chưa làm một lần. Nhưng mà mình chạy đường này là vài tháng là mình phải làm giám sát hoài. Một bọn ví dụ ta chạy 3 năm ta chưa hơi cặp hột, mình là vài tháng hơi cặp hột. Cuộc thì mấy chân cao su các thứ nữa, đủ thứ luôn nhỉ. Sóc thì dằn quá mà. Đây là lỗi vất vả của những nhà xe miền Tây đây các bạn ạ. Nếu như là cho mình có cái xe mình là xe bầu đó, nó đỡ, còn xe nhiếp là gãy nhiếp liên tục. Nhiếp là gãy nhiếp liên tục. Quậy đó mà anh quậy đây nhanh quá thì trời ơi chạy đi ăn cướp hay là áp lực lắm. Nói chung là về xe làm xe khách áp lực lắm. Đi nhanh quá thì người ta cũng kêu, mà đi chậm thì người ta cũng kêu. Gọi là làm dâu trăm họ mà. Sâu quá. Đây là huyện Hòn Đất này. Đúng rồi, huyện Hòn Đất là nó từ bắt đầu mình hết cái đường tránh Rạch Giá là nó vô địa phận Hòn Đất rồi đó. Dài lên tới trên này một chút nó mới hết địa phận Hòn Đất. Tên huyện cũng rất là độc đáo nhỉ. Tên là huyện Hòn Đất luôn, rất là hay. Bài hát nào hay là thì có cái anh không để ý sao trên mấy cái mạng mà đăng á cầu xẻo bướm đâu đó là cái đường ở đây đi, là anh em đi ngang á là cái cầu đó đó à, thấy vậy trên mạng
không để chụp cái bản cầu sẽ bước vẫn còn luôn à? Vẫn còn tên đấy luôn à? Rồi cái cầu đó là tuyến đường An Biên đó. Đó, là tại vì anh thấy không, tại vì cái từ bướm mà người Bắc mình kêu đó là nó hơi tục phải không? Vâng. Đó là đăng ở trên cái mạng cái hình là cái cầu nãy đi ngang luôn á. Cái hình cái bảng này như thế này là để cầu Bình Giang này ha. Dạ. Đó. Thế là em cũng để ý. Tại là vì để ý là cái tên huyện Hòn Đất là nghe từ đâu rồi mà quên. Tức là đã nghe đến rồi nhưng mà lần đầu tiên đặt chân đến. Chuẩn bị chia tay với ông. Em mới tới Kiên Lương rồi. Còn mấy km nữa là ông xuống xe các bạn ạ. Ông năm nay là 80 mấy tuổi không? 80 Tết mới 81. À Tết ông mới 81 à. Thế con chúc ông sống 100 tuổi nha ông nhá. Sống nhiều cũng muốn nhưng mà sống nhiều thì nào càng khổ. À ông lại suy nghĩ quá trời người cát bụi hết, những hàng hết. Dạ, trước sau cũng phải cát bụi đúng không? À, phải làm phân trời cây cỏ muôn loài. À nhưng mà phải sống thì phải sống sao được nhà rồi sống được, được phải vinh hạnh nên sống. Ha, sống là bản chất phải dối gian lương tâm. Ta buồn. Bởi ta làm thơ mày hiểu. Ác nghiệt làm chi tả quá ơi. Nghìn đời dạng dẫm mãi chia khui. Dây nên tình nghĩa nhau chi nhỉ. Để khổ dư tôi cả cuộc đời. Bạn hỏi gì sau mộng không thành. Ước nguyện hai ta đã sẵn dành. Nào hai khúc ngặt trong thời đại. Hôm nay phải chịu mộng không thành. Toàn là thơ ông làm hết rồi. Từ giả cùng ấy một mảnh đời. Gác buồn, gác khổ, gác đơn côi. Đi khắp Đông Tây cùng Nam Bắc. Giải thoát cho sông một mảnh đời. Mảnh đời còn lại chỉ mình tôi. Cố nén đau thương của cuộc đời. Chúc hết mau tim cùng nghị lực. Chân bước ra đi chẳng nói lời. Thơ ông làm hết rồi không? Làm 300 bài thơ trong bối cảnh. 100 bài thơ? 3-400 3-400 bài thơ là ông làm. Dữ lắm Cưng ơi. À, có ở đời có những khi là người ta vì đồng tiền mà nhân thì không còn. Dạ. Đó như có lần thơ người ta hát ấy mình ra cho bối cảnh không. Dạ. Sông này tên là sông gì không? Con sông này có tên gì không? Sông này loại khúc này là Mâm Đô. Ồ, đây là có nhà máy như nhà máy xi măng ạ? Xi măng Hà Tiên 2. À, xi măng Hà Tiên ở đây. Đó, nó dốt, nó tính qua, nó chiếm đây luôn mà. À, đây là địa phận của Kiên Lương, Kiên Giang nha các bạn. Đây là công an ăn bên này mà. Rồi, ghé đây khô nè. Chỗ nào chỗ con ơi. Bây giờ vậy? Ông về nhá. Dạ, chào ông. Chiều rồi có đi lên bến xe miền Tây tới sáng rồi qua miền Đông mình bắt xe về. Không phải em tranh thủ lên trên Đà Lạt có việc rồi lại đi ra Huế để kịp ngày định giờ rồi. Đây đang là thị xã Kiên Lương à? Không kịp về đến Hà Tiên các bạn ạ, đường xấu quá. Cho nên là không kịp về Hà Tiên thì xe đi Đà Lạt là quay đầu luôn rồi, cho nên là phải quay đầu luôn để lên Đà Lạt mình có việc ở trên, hẹn ở trên rồi. Chia tay với hai bác tài từ đây. Là đi đất mũi rồi đi đường rồi phải không? Đúng rồi, đi đến đất mũi rồi anh ạ. Tiếc quá không sang được đến Hà Tiên luôn. Để dịp khác. Đây là bến tàu đây ạ. Rồi xuống bến tàu đây đi ạ. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi cảm ơn hai anh nhá. Tạm biệt hai anh nhá. Rồi. Rồi bây giờ là cũng mình xuống ven đường đây, đứng ngay cái bến tàu đây có cái view nó đẹp đẹp tí.
để quay thêm một chút. Tiếc là trời mưa đây không thì mình sẽ bay một số những cái hình ảnh flycam ở đây cho các bạn xem. Tiếc quá. Bây giờ thì một chút nữa mình sẽ đón xe đi về Đà Lạt, vì mình có hẹn với anh bạn ở trên Đà Lạt để đi trải nghiệm đèo Khánh Vĩnh cùng với anh ấy. Hẹn rất là lâu rồi. Sau đó thì từ Đà Lạt mình sẽ đi ra ngoài Hà Nội để chuẩn bị đi theo hội anh em lái xe đi về vùng lũ. Đấy là những cái lịch trình sắp tới của mình. Bây giờ thì có lẽ là mình cũng xin kết thúc cái video tại đây nhé các bạn. Xin tạm biệt các bạn.